Chào mọi người, hết tập này ad off nha, đuối rồi. Biết mọi người thích coi chuyện này mà, thành ra là sẽ cố gắng là một ngày ra 4 tập, mà 4 tập là 200 phút là 3 tiếng 20 phút rồi đó. Một ngày ra chuyện này 3 tiếng 20 phút đó. Tiền đế trọng sinh, tập 142. Thái gia gia của anh tiền bối Tô Vô Kỵ chính là Tô Luyện Giả, là uy áp cả một thời đại. Tô gia sao có thể không dùng thủ đoạn tu chân được chứ? Thiên Xuân Tiết lộ ra một nụ cười, sau đó tò mò hỏi: Tô Thường, có thể nói rõ ngọn ngành với tôi không? Anh hiện tại có thể đối phó với cảnh giới võ giả nào? Khó nói lắm. Tô Thường cười cười: Trong tình huống bình thường, luyện khí tầng 9 có thể giết bán bộ thần tông, đối mặt với thần tông sơ kỳ cũng có thể giao thủ một phen. Có điều tôi có một vài mánh khóe, thần tông trung kỳ cũng không phải là đối thủ của tôi, còn cao hơn thì có chút khó khăn. Tôi thường nói thật. Vậy sao? Thiên Sơn Tiết nhiệt tình cười nói: Tôi vốn cho rằng cho dù anh tham gia Bách Tông hội võ cũng không có khả năng đoạt được đệ nhất danh, có điều hiện tại xem ra anh có hy vọng đấy chứ. Tôi thường, nếu anh có thể đánh bại mọi người trở thành người đứng đầu hội võ Bách Tông năm nay, như vậy anh sẽ là minh chủ võ lâm, thống lĩnh toàn bộ giới cổ võ. Thiên Sơn Tiết nhổ giận: Cho nên anh nhất định phải toàn lực ứng phó hả? Tô Thường nghi hoặc hỏi: Hồi võ Bắc Tông đệ nhất danh và minh chủ cổ võ có liên quan gì đến nhau sao? Đương nhiên là có. Thiên Xuân Tiết nghe vậy liền một năm một mười nói ước định của các thế lực lớn cho Tô Thường nghe. Thì ra là như thế. Tô Thường gật đầu như đã hiểu ra chuyện, sau đó cười nói: Ông cố anh chính là minh chủ võ lâm, với tư cách là con cháu đời sau con mấy, anh nhất định phải làm minh chủ để cho nhà họ Tô trở lại thời kỳ huy hoàng mới được. Thấy Tô Thường khí phách như thế, Thiên Xuân Tiết bỗng nhiên ngây người ra. Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Thường, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, Thiên Xuân Tiết liền nhắc nhở: Tô Thường, thực lực của anh có cơ tăng đến hạng nhất, nhưng thân phận của anh quá đặc biệt. Hơn nữa anh lại là người tu chân, tin tức này một khi bị mấy lão già trong giới luyện võ kia biết được sẽ lâm vào cảnh phiền phức bủa vây đấy. Thiên Xuân Tiết nói tiếp: Lần trước em gọi điện thoại với anh, em đã nhắc anh rồi, bên cạnh anh thật sự có trụ cột rất mạnh đúng không? Ừ. Tô Thường gật đầu cười nói: Cô gái lúc nãy mặc áo da bó sát người tên là Ali, em để ý tới cô ấy sao? Đây không phải là người phụ trách việc chăm sóc anh sao? Nhắc đến Ali, Thiên Xuân Tiết đương nhiên có ấn tượng. Cô ta liền đỏ mặt nghiến răng nói: Em đang muốn nhắc đến một chuyện. Tô Thường, anh đến võ đàng là vì tham gia đại hội võ thuật trăm phái, đưa theo một cô gái xinh đẹp dễ thương như vậy tới làm cái gì chứ? Anh cũng không sợ buổi tối tiêu hao sức lực quá thì sẽ ảnh hưởng đến lực phát huy trên lôi đài của anh sao? Tô Thường xoa xoa lỗ mũi gượng cười: Tuyết Nhi, em hiểu lầm rồi, Ali chính là trụ cột rất mạnh mà anh nhắc tới đấy. Đừng thấy cô ấy trẻ, nhưng trên thực tế cô ấy đã trúc cơ rồi đó, thực lực thâm sâu khó đoán đó nha. Hệ thống tu chân, giai đoạn luyện khí và trúc cơ cách biệt nhau một trời một vực, đặt chân đến trúc cơ thì thực lực vô cùng kinh khủng đó nha. Tô Thường nói tiếp: Cho nên anh tin rằng có cô ấy ở đây, chuyến đi võ đăng lần này không một ai có thể làm anh bị thương được. Cho dù là thân phận có bại lộ, anh cũng có thể trở về toàn thây. Trúc cơ. Thiên Xuân Tiết nghe vậy cảm thấy vô cùng kinh ngạc, liền thở dài một hơi: Vậy thì em yên tâm rồi, em còn tưởng rằng anh không có chừng mực thật cơ. Tô Thường thấy vậy liền tiến lên một trước bước kêu ghẹo, trêu ghẹo: Tuyết Nhi, sao vậy? Thấy bên cạnh anh có cô gái đẹp như vậy, em ghen sao? Có một chút. Thiên Xuân Tiết nói ra: Nhưng cũng không sao, em cũng không để ý lắm đâu. Thật sao? Tô Thường khẽ cười một tiếng, sau đó liền nắm lấy tay Thiên Xuân Tiết muốn ôm cô vào trong ngực. Nhưng Thiên Xuân Tiết lại đẩy Tô Thường ra, nghiêm túc nói: Tô Thường, chuyện năm đó là em có lỗi với Lý Nguyệt. Cô ấy đồng ý chấp nhận em, nhưng em không thể được đằng chân lại lên đằng đầu được. Cho dù ở bất kỳ đâu, đều phải có tôn ti trật tự, trong nhà cũng như vậy. Thiên Xuân Tiết nói tiếp: Anh đã có hôn ước với Lý Nguyệt, cô ấy mới chính là chính thất. Trước khi anh chưa kết hôn với Lý Nguyệt, em sẽ không cho anh chạm vào em đâu. Đây là nguyên tắc của em. Được. Tô Thường nghe vậy liền gật đầu: Trừ chuyện đó ra, em vẫn còn một nguyên tắc nữa. Chỉ cần anh đồng ý với em thì em mới có thể gả cho anh. Thiên Xuân Tiết nhìn sang Tô Thường nghiêm túc nói: Nguyên tắc gì? Em nói đi. Một khi chạm vào em sẽ không cho phép anh tới những nơi như quán bar, thanh lâu nữa. Thiên Xuân Tiết nghiêm túc nói: Anh có thể nuôi rất nhiều cô gái ở bên người và cả những cô gái chỉ thuộc về riêng anh, nhưng anh
không thể đụng vào loại con gái mà anh cũng có thể, mà ai cũng có thể làm chồng được, vì em chê bọn họ dơ bẩn đó. Nếu anh đụng vào rồi thì anh cũng dơ bẩn như vậy. Con người em có bệnh sạch sẽ, cho dù sau này có cô đơn cả đời đi nữa thì em cũng không cho anh đụng vào người em thêm một lần nào nữa đâu. Oan uổng quá đi mà. Tôi Thương gượng cười. Tuyết Nhi, lúc nãy sở dĩ anh muốn đến Thanh Lâu là thực sự muốn thấy được sự khác thường của Xuân Khoan Lâu mà thôi. Đừng giải thích nữa, điều này thì em tin anh, nhưng em muốn anh đồng ý với em, sau này sẽ không đi đến quán bar, không đồng chạm đến bất kỳ người đàn ông nào, phụ nữ nào nữa. Thiên Xuân Tuyết nghiêm mặt nói. Tôi Thương mở miệng trả lời. Được, đương nhiên không có vấn đề. Thật ra anh cũng cảm thấy bọn họ rất dơ bẩn. Thiên Xuân Tuyết gật đầu, cô ta khá hài lòng với câu trả lời này của Tô Thương. Tuyết Nhi, sau khi biết được thân phận của em, trong lòng anh có một câu hỏi, em có thể trả lời anh được không? Lúc này Tô Thương hỏi ra. Được chứ, anh hỏi đi. Năm đó khi em che giấu thân phận đến Giang Bắc, sau đó chúng ta xảy ra chuyện như thế. Tô Thương nhìn sang Thiên Xuân Tuyết nghiêm túc hỏi, anh muốn biết em đang lợi dụng anh hay là có tình cảm thực sự với anh? Thiên Xuân Tuyết tiếp nhận ánh mắt của Tô Thương, nhếch môi lên nở một nụ cười có ngụ ý sâu xa. Anh thấy thế nào? Anh đẹp trai như vậy, hơn nữa năm đó anh là chàng trai vô cùng ấm áp, năm lần bảy lượt bảo vệ cho em. Tô Thương làm ra vẻ nói ra, còn em thì là một cô gái yếu đuối đáng thương, anh dang rộng cánh tay đem lại cho em cảm giác vô cùng an toàn, chắc chắn là do em không cẩn thận mà đã yêu anh rồi chứ phải không? Ha ha, Tô Thương, anh thay đổi nhiều thật đó, trở nên cao hơn, mạnh hơn, phong thái cũng đỉnh đạt hơn rồi. Thiên Xuân Tuyết nói lạc hướng, mỉm cười nói, nhưng có một thứ duy nhất không thay đổi, đó là da mặt của anh dày thật đấy. Mau nói cho anh biết, Tuyết Nhi, em có yêu anh không? Tô Thương hỏi ra. Em không muốn trả lời. Khuôn mặt xinh xắn của Thiên Xuân Tuyết hơi ửng hồng, sau đó đổi đề tài. Tô Thương, quy tắc của hội võ thuật trăm môn phái anh còn không biết đúng không? Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Thiên Xuân Tuyết, trong lòng Tô Thương đã có đáp án, bèn không hỏi nữa mà trả lời, anh vừa tới võ đan còn chưa kịp hỏi hiểu rõ nữa. Vậy để em nói cho anh nghe một chút. Thiên Xuân Tuyết nghiêm túc nói, người tham gia đội hội võ thuật trăm tông phái năm nay có khoảng hơn 500 người. Hơn 500 người này sẽ bị chia ra thành 20 trận đấu, chia theo 20 bảng để tranh tài. Cửa này chính là trận tranh đấu loạn xạ, người đứng đầu mỗi trận đấu sẽ thuận lợi tiến vào cửa ải tiếp theo. Thiên Xuân Tuyết nói tiếp, đương nhiên vì đề phòng hai hay nhiều người có thực lực siêu mạnh bị phân về một bảng, cho nên người còn lại cũng sẽ không bị loại. Người dự thi không lấy được vị trí thứ nhất trong đường đua có thể tiếp tục chiến đấu, cuối cùng lại chọn ra 8 tên nhân tài với 12 tên đứng đầu đứng thứ nhất cùng nhau tiến vào cửa ải tiếp theo. Thiên Xuân Tuyết tiếp tục nói, còn về cửa thứ hai là cuộc thi đấu đôi, người thua sẽ bị loại, 10 người sẽ được thăng cấp. Cửa thứ ba cũng giống như vậy, một đấu một, 5 người thăng cấp. Cửa thứ tư sẽ rút thăm quyết định, một người được miễn trực tiếp được thăng cấp, còn lại 4 người thì một đấu một, một kẻ bại sẽ bị loại, sẽ còn lại 3 người, chính là tiềm tam giáp. Thiên Xuân Tuyết nói tiếp, cửa thứ năm do thiên tài bị loại ở cửa thứ tư, chủ động cho 2 người trong số đó để đấu với nhau, ai thắng sẽ tiến vào trận chung kết. Cửa thứ sáu chính là trận quyết đấu của người tham gia mạnh nhất năm nay, người thắng chính là người đứng đầu của đại hội võ thuật trăm tông phái, theo lý sẽ trở thành minh chủ võ lâm. Thiên Xuân Tuyết nhắc nhở, Tô Thương, các tông phái lớn đều ngấp nghé vị trí minh chủ, cho nên cũng không bỏ cuộc. Theo em được biết, trong đó không thiếu thần tông, nó không chừng sẽ có thần tông trung kỳ, hậu kỳ, anh phải cẩn thận đó. Anh hiểu rồi. Trong lòng Tô Thương đã có một sự hiểu biết nhất định về đại hội võ thuật trăm tông phái. Anh tin rằng bản thân nhất định có thể đi đến cuối cùng. Nhưng anh liền nghĩ tới một chuyện. Cách đây không lâu, thuộc phần có nhắc đến Đoạn Bộc Lưu, nói bên trong cơ thể Đoạn Bộc Lưu có một tia sức mạnh siêu việt của thần tông. Lúc đó Tô Thương liền sinh ra tính tò mò, lúc này nhìn sang Thiên Xuân Tuyết hỏi ra, Tuyết Nhi, bây giờ em là cảnh giới gì vậy? Thần tông đỉnh phong. Thiên Xuân Tuyết thành thật nói ra, biểu cảm có chút tự kiêu. Mạnh như vậy sao? Tô Thương tuy đã đoán được từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng thời Thiên Xuân Tuyết nói ra thì vẫn có chút ngạc nhiên, liền nghi ngờ nói ra, năm nay em hơn 20 tuổi nhưng sao cảnh giới lại cao như vậy chứ? Đây là một loại bí thuật của núi Cửu Phong, nói ra thì hơi phức tạp. Tóm lại, em có được thực lực như ngày hôm nay thì nội bộ của núi Cửu Phong đã phải hy sinh rất nhiều. Nhắc đến chuyện này, biểu cảm của Thiên Xuân Tuyết thoáng có chút im lặng, nhưng rất nhanh ánh mắt của cô liền kiên định lại. Khi cô nhớ ra trách nhiệm của mình, đó chính là hóa giải sự nguy hiểm sắp tới của núi Cửu Phong.
năng lực càng cao thì trách nhiệm lại càng lớn, nhất định sẽ không làm hổ thẹn với thực lực của bản thân, không hổ thẹn với những người đã chết vì mình. Tôi thường thấy Thi Xuân Tuyết không đồng ý nói cụ thể câu chuyện thì không có hỏi tới chuyện này nữa, mà đi thẳng vào chủ đề luôn. Tuyết Nhi, anh muốn biết trên thần tông còn có cảnh giới nào khác hay không? Chuyện này... Thi Xuân Tuyết trầm mặc vài giây, sau đó nghiêm túc gật đầu. Có, trên thần tông còn có một cảnh giới nữa, tên là Võ Thần Lục Địa. Nét mặt Thi Xuân Tuyết nghiêm túc nói, người luyện võ và người tu chân khác nhau. Người luyện võ không quan tâm tu luyện cảnh giới cao bao nhiêu, cũng không có tư cách đi đến tinh không cổ lộ để rời khỏi trái đất. Nhưng rất ít người luyện võ dùng võ thông thần và thực lực của bản thân có thể khiến trái đất vỡ vụn, có thể khiến nước sông cuồn cuộn, khiến trái đất này chấn động. Đây là võ thần. Thi Xuân Tuyết nói tiếp, nhưng vì cao thủ võ thần cũng không có cách nào phá vỡ được không trung để rời khỏi trái đất này, bởi vậy được gọi là lục địa võ thần. Bên trong hệ thống điện võ trên thần tông chính là cảnh giới Võ Thần Lục Địa. Thi Xuân Tuyết thành thật nói ra, thực lực của Võ Thần Lục Địa cũng không kém hơn người tu chân ở cảnh giới trúc cơ là bao. Cụ thể ai mạnh ai yếu em cũng không rõ lắm. Võ thuật lục địa sao? Tôn Thương gật đầu, xem ra Đại Bộc Lưu cũng đã gần chạm đến cảnh giới này rồi, chỉ là ông ta còn chưa thực sự đặt chân đến cảnh giới đó thì đã bị Tôn Thương bẫy chết. Nói ra thì cũng rất đau buồn. Đương nhiên Đại Bộc Lưu chỉ là mới chạm đến một chút mà thôi, ông ta ông không còn sống được bao lâu, chắc chắn sẽ không có cách nào thực sự đặt chân đến Võ Thần Lục Địa. Tuyệt gì trong giới luyện võ có cao thủ của cảnh giới Võ Thần Lục Địa hay không? Lúc này Tôn Thương hỏi ra, rất có khả năng là có. Thiên Xuân Tiết nói, Thạch Hào Hãn của vùng núi Tế Trời, ông lão ở núi Lao Sơn của vùng đất giữa núi và biển, lão độc vật của vùng núi Thâm Sâu Vân Vụ, lão môn chủ của núi Võ Đan, ông chủ đang kế nhiệm bây giờ của dòng họ Tây Môn. Trong giới luyện võ, các nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy của các ngọn núi lớn đều là những trụ cột rất mạnh luôn đó. Những người đó rất nhiều năm rồi không giao đấu nên không một ai có thể biết rõ thực lực của bọn họ. Thì Xuân Tiết tiếp tục nói, nhưng những năm gần đây có người nhìn thấy trên núi Thái Sơn có một người toát ra hào quang màu vàng, một cánh tay có thể nâng cả một quả núi nhỏ. Nghe nói người đó toát ra hào quang kia rất giống với sơn chủ Thạch Hào Hãn của núi Thái Sơn. Vùng đất giữa núi và biển cũng có một truyền thuyết như vậy, có người nhìn thấy một ông già mặc áo đạo sĩ điều khiển làn sóng ngự sóng mà đi, khua tay một cái nhấc khoát tay liền có thể dấy lên sóng lớn cuồn cuộn, thậm chí còn che khuất được mặt trời. Tuy không thấy rõ hình dáng ông lão mặc đồ đạo sĩ kia như thế nào, nhưng bóng người đó hình như là ông lão của Lao Sơn. Còn về vùng đất nơi Thâm Sâu Văn Vụ thì quang khoa trương hơn, nghe đồn lão độc vật của vùng núi nơi Thâm Sâu Văn Vụ có thể hồi xuân lại sau khi luân hồi qua 9 lần liền có thể một chân bước vào cảnh giới Võ Thần Lục Địa. Thiên Xuân Tiết thuộc nắm rõ trong lòng bàn tay, tiếp tục nói, tóm lại giới luyện võ không đơn giản như anh nghĩ đâu, cảnh giới võ thần bên trên của thần tông mới là cảnh giới luyện võ mạnh nhất. Hà, như vậy mới thú vị chứ. Tôi thường khẽ cười một tiếng, không lo lắng chút nào về sự an toàn của mình. Nếu Thục Phân đã nói có thể đối phó được với cảnh giới này thì cô ấy nhất định sẽ làm được. Nhưng anh lại muốn kiểm tra kỹ hệ thống của giới luyện võ một lần nữa, không ngờ rằng trong giới luyện võ còn có thể tu luyện đến mức độn trời đất cộng hưởng lại với nhau, đúng là quá khoa trương rồi đấy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể hiểu được, trái đất bước vào thời đại mới cũng đã được 1000 năm rồi. Sau khi chiến sĩ luyện khí trước thời Tiền Tần biến mất, trái đất bắt đầu tu luyện võ thuật. Cứ thế cho đến bây giờ, khó tránh khỏi có thế hệ người tài xuất sắc không ngừng đánh bại trụ cột lớn của lưới luyện võ. Bất kể một loại hệ thống nào, nếu tu luyện được tới đỉnh cao thì đều là đáng kính nể. Đúng rồi, lúc này tôi thương cười nói, Tuyết Nhi, ở những nơi khác có thể em không biết rõ, nhưng ở núi Cửu Phong chắc chắn là em sẽ biết, dù sao em cũng là minh chủ cửu môn. Núi Phong Sơn bọn em có cao thủ võ thần nào không vậy? Chuyện này thì em không biết. Thiên Xuân Tiết khẽ cười một tiếng, nói như thế này, ở núi Cửu Phong người mạnh nhất là ông nội Thiên Niên Sắc của em, ông ấy may mắn từng gặp tiền bối Tô Vô Kỵ, hơn nữa còn có được sự chỉ điểm của tiền bối Tô Vô Kỵ. Còn về cảnh giới của ông nội em, ông ấy không nói cho em biết, nhưng ông ấy đã nói với em sẽ đem hết toàn bộ sức lực đồng quy vô tận với người nhà Tây Môn. Thì Sơn Tuyết nhìn về phía Tô Thương cười nói, Tô Thương chắc hẳn anh đã biết kẻ thù của nhà Tô
Bây giờ dòng họ Tây Môn như Tô Hú, Chiến Tổ, Chim Khách, em đoán anh nhất định là muốn đánh bại bọn họ. Nếu như anh muốn đánh dòng họ Tây Môn, chỉ cần anh tùy tiện nói một câu thôi, núi Cửu Phong bọn em sẽ dốc hết toàn bộ sức lực để trợ giúp anh. Vừa nói xong câu cuối, Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói, chỉ mong sau khi tiền bối Tô Vô Kỵ tái xuất là có thể giải quyết được mối nguy hiểm của núi Cửu Phong chúng ta. Thiên Sơn Tuyết và toàn bộ người có núi Cửu Phong đều tin tưởng lão môn chủ của Thiên Cơ Môn, họ kết luận rằng duy nhất nhà họ Tô là có thể cứu vãn được núi Cửu Phong. Hơn nữa, bọn họ cho rằng người hóa giải được mối nguy cơ của núi Cửu Phong này nhất định chỉ có thể là Tô Vô Kỵ mà thôi. Bởi vì theo họ, bọn họ nghĩ chỉ có Tô Vô Kỵ mới có được thực lực này. Và bọn họ cho rằng nhà họ Tô thật sự muốn khôi phục đỉnh phong thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là sự hiện thân của Tô Vô Kỵ kia. Vì vậy, toàn bộ mọi người ở núi Cửu Phong đều đang chờ đợi Tô Vô Kỵ xuất thế. Còn về mối quan hệ thân thiết với Tô Thương chỉ là một loại thủ đoạn để bước chân đến chiếc xe ở chiến trường của nhà Tô mà thôi. Ông cố. Tô Thương nghe thấy ba chữ Tô Vô Kỵ liền vội lắc đầu nói ra. Tuy anh không biết mối nguy cơ của núi Cửu Phong là gì, nhưng nếu ông cố anh xuất hiện, chắc chắn anh sẽ mời người đó ra mặt. Nhưng mối thù giữa nhà Tô và dòng họ Tây Môn, anh muốn tự tay mình giải quyết. Anh đã từng nói, sau đại hội võ thuật trăm môn phái sẽ làm cho Tây Môn nhuộm máu núi Côn Luân. Ánh mắt Tô Thương kiên quyết, quanh người hiện ra sát ý ngập trời, ánh trăng cũng tối xám lại một chút, như sợ hãi ánh mắt của anh vậy. Thiên Sơn Tuyết nhìn thấy bộ dạng này có Tô Thương, bóng thất thần bị thu hút rất sâu, trong lòng có chút rối loạn như một con nai lây đi lạc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại được. Những điều nên nói cũng đã nói hết rồi. Sau đó, Tô Thương và Thiên Sơn Tuyết cùng nhau trở về cổ trấn Võ Đăng và đi bộ vào Xuân Quang Lâu. Nhưng Ali, Tô Tinh Hà, Tô Du Du, Phương Phú Quý, bốn người họ không ở bên ngoài. Cùng lúc đó, có một giọng nói của một thiếu gia dịu dàng hiền hậu truyền tới bên cạnh. Tuyết Nhi, em đến Võ Đăng rồi hả? Thiếu gia bên cạnh em là ai thế? Tô Thương nhìn cậu thanh niên đang bước tới, anh khẽ nhíu mày. Người này mặc một bộ trường bào dài màu đen, mặt mũi sáng sủa, tuấn tú, quanh thân tản ra khí tức âm trầm. Đương nhiên, sở dĩ Tô Thương nhíu mày là bởi vì trên người cậu ta, anh đã phát hiện ra mùi hương đặc biệt. Mùi hương này rất giống với mùi hương của tên cao thủ thần tông trung kỳ đã chặn giết anh họ, Thạch Cửu Thiên. Cũng chính là nói, người thanh niên này ắt hẳn có quen biết với tên sát thủ đó. Mà người thanh niên này chính là người đã theo đuổi Thiên Sơn Tuyết lâu nay, thiếu gia Mặc Đao. Lúc này Mặc Đao mặc dù ngoài mặt thì tươi cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng hung hãn, rõ ràng chẳng có ý tốt gì đối với Tô Thương. Anh ấy là Tô Thương. Thiên Sơn Tuyết ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Mặc Đao, giọng điệu hờ hững giới thiệu, là cha của Tô Tinh Hà và Tô Du Du. Tô Thương. Sau khi biết được thân phận của Tô Thương, Mặc Đao trong nháy mắt không kìm được cơn tức giận, hận ý đối với Tô Thương càng thêm rõ ràng. Sao nào? Tô Thương nhìn thẳng vào mắt Mặc Đao, cười mà như không phải cười, nói ra, anh biết tôi sao? Mặc Đao nhìn chằm chằm Tô Thương, mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, Tô Thương, chuyện 5 năm trước tôi đã nghe rồi. Anh là cái tên công tử bột tội ác chồng chất, sau khi say rượu lại xông vào phòng Tuyết Nhi làm cho cô ấy cái đồ chó đáng chết. Mấy năm nay tôi không chỉ có một lần muốn đến Giang Bắc tính sổ với anh, nhưng mà cuối cùng cũng vẫn chưa có cơ hội để đi. Mặc Đao hiếp hai mắt lại, trong lòng bàn tay hiện ra một luồng xương độc, trầm giọng nói, nếu như đã gặp nhau ở đây thế thì tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho anh. Hôm nay tôi sẽ thay Tuyết Nhi dạy dỗ cái tên công tử bột không bằng heo chó như anh. Ha. Tôi thường thấy vậy cười nhạo, anh là cái thá gì chứ, chuyện giữa tôi và Tuyết Nhi liên quan gì đến anh? Tôi chính là Mặc Đao của Lưu Sơn, mọi người hay gọi tôi là thiếu gia Mặc Đao. Mặc Đao giới thiệu tên họ của mình xong thì tức giận nói, Tô Thương, tôi và Tuyết Nhi từ nhỏ đã quen biết nhau, xem như là thanh mai trúc mã. Anh làm tổn thương đến cô ấy, tôi đương nhiên có tư cách để tìm anh báo thù. Tổn thương sao? Ha, đúng là lời nói vô căn cứ. Tôi làm tổn thương Tuyết Nhi lúc nào? Tôi chỉ là khiến cho cô ấy thoải mái vô tận mà thôi. Tô Thương cười đùa nói, nếu không sao cô ấy còn hạ sinh một cặp long phượng cho tôi chứ? Tô Thương đã nhìn ra cái tên Mặc Đao ở trước mặt này chắc hẳn là tên theo đuổi Thiên Sơn Tuyết. Thực lực người này không yếu, nhưng cũng phải xem là so với ai nữa cơ. Anh ta giỏi lắm thì cũng chỉ bằng một tên bán thần tông, cho dù là có thêm mấy thủ đoạn nữa thì cũng chẳng gây ra được khó khăn gì cho anh. Người luyện võ ở cảnh giới này Tô Thương đều không thèm để vào trong mắt.
Nhưng mà giết người thì phải có động cơ. Trước khi ra tay, Tôn Tấn định hành hạ tên này một trận mới được thoải mái vô tận. Quả nhiên, sau khi nghe những lời nói của Tô Thương, hai mắt của Mặc Đào liền đỏ rực lên, nghiến răng nghiến lợi. Tô Thương, cái tên tiểu nhân bỉ ổi, cái lời này mà mày cũng nói ra được sao? Ha, thấy ngu rồi hả? Tô Thương khinh bỉ nhìn Mặc Đào rồi nói ra, còn một chuyện nữa, anh vẫn chưa biết chứ nhỉ? Ai nói với anh là 5 năm trước là tôi ép buộc Tuyết Nhi chứ? Tối hôm đó, rõ ràng là cô ấy tự nguyện, thậm chí là còn do cô ấy chủ động nữa kìa. Tô Thương tiếp tục nói, mày nói bậy. Mặc Đao thẹn quá hóa giận, gằn giọng nói, Tuyết Nhi tuyệt đối không phải là loại người đó, mày lại bôi nhọ sự trong sạch của cô ấy, tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn. Tôi nói bậy sao? Tô Thương khoanh tay lại cười nói, Mặc Đao đúng không, phiền anh động não nghĩ một chút xem. 5 năm trước tôi chỉ là một tên đại thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, trói gà không chặt, mà Tuyết Nhi lúc đó là thực lực gì anh chắc hẳn biết rõ chứ gì, dù gì cũng sẽ mạnh hơn tôi, vậy tôi có thể ép buộc cô ấy hay sao? Tô Thương cười lùi nó ra, còn nữa, sau đêm hôm đó cô ấy mang thai, rõ ràng có thể phá bỏ đi, vậy tại sao cô ấy lại không làm như thế? Anh không hiểu rõ. Tôi nói cho anh biết, kỳ thực cô ấy sớm đã say mê tôi như điếu đổ, cho nên mới không nỡ bỏ đi đứa con đó, còn muốn giúp tôi nối dõi tông đường nữa kìa. Tô Thương nhìn Mặc Đào vỗ vỗ vai đối phương khẽ cười, người anh em bây giờ anh rõ được chứ? Cái gì? Mặc Đào nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng khó coi, đỏ tía lên như gan heo. Anh ta suy nghĩ kỹ càng một lúc thì thấy những lời Tô Thương nói không hề sai. 5 năm trước, dựa vào thực lực của Tuyết Nhi, căn bản không thể bị một tên công tử bột cưỡng ép được. Còn nữa, cho dù là mang thai rồi thì cũng có thể phá bỏ, tại sao lại chọn sinh ra? Mình không hiểu. Tuyết Nhi, Mặc Đao nhìn sang Thiên Sơn Tuyết đang đứng ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng bi thương, không nhìn được bèn hỏi, những lời Tô Thương nói là thật sao? Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc gật đầu, cũng không giải thích gì nhiều. Đúng lúc nên nhân cơ hội này chặt hết mọi hy vọng của Mặc Đao. Chuyện này, Mặc Đao trong nháy mắt mặt xám như tro tàn, trong ánh mắt lửa hận ngập trời nhìn chồng chọc Tô Thương, hờ, trong lòng khó chịu lắm sao? Tô Thương khẽ cười một tiếng, sau một giây liền thu lại nụ cười, mặt trầm như nước lấy ra. Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, dám tơ tưởng đến người phụ nữ của tôi, tiếp theo tôi sẽ cho anh biết kết cục như thế nào. Cút đi, tên công tử rác rưởi, bản thiếu gia đây chỉ cần đánh một chưởng là mày chết chắc, mày không có tư cách để kêu gào trước mặt tao. Mặc Đao khinh thường nhìn Tô Thương, sau đó lại nhìn sang Thiên Sơn Tuyết đau khổ nói, Tuyết Nhi, bao nhiêu năm nay tấm lòng của anh đối với em như thế nào em đều biết rõ, lẽ nào anh không sánh bằng một tên công tử một hay sao? Thiếu gia Mặc Đao, tôi rõ ràng đã từ chối anh rồi, nhưng anh cứ theo đuổi đơn phương, cứ dính lấy tôi nữa chứ. Thiên Sơn Tuyết thản nhiên nói, hôm nay tôi nói lại lần nữa, giữa chúng ta không có khả năng gì đâu. Tôi đã vì Tô Thương mà sinh con rồi. Anh không để ý, Tuyết Nhi, anh cảm thấy Du Du và Tinh Hà rất đáng yêu, anh rất thích bọn nó, anh bằng lòng chấp nhận bọn nó. Hơn nữa, anh nhất định sẽ cố gắng làm một người cha tốt, coi tụi nó như con ruột của mình, không để tụi nó chịu bất kỳ uất ức nào. Mặc Đao thâm tình nói ra, chỉ cần em gả cho anh đảm bảo sẽ luôn đối xử tốt với các em. Tuyết Nhi, anh... Mặc Đao còn đang thổ lộ tấm chân tình thắm thiết thì Tô Thương ở bên cạnh đã nổi cơn giận, lập tức giơ tay lên, ha, dựa vào mày mà cũng dám ra tay với tao sao, không biết tự lượng sức mình. Mặc Đao liên tục cười nhạo, sau đó liền đầu đợi điều động đám sương mù độc ở trong tay mình, tình đánh chết Tô Thương. Lúc này Thiên Sư Tuyết cũng đã phát hiện ra, nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ dùng một ánh mắt thôi mà lập tức có một luồng khí tức lạnh lẽo bao trùm lấy Mặc Đao. Trong chốc lát, đám sương mù độc màu đen trong tay Mặc Đao tan biến sạch sẽ, cả người anh ta đứng yên tại chỗ, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, nhìn giống như đang bị đứng phạt vậy. Chắc cũng chính vào lúc này, bàn tay Tô Thương vỗ xuống, trực tiếp quất thẳng vào mặt Mặc Đao, hai chữ Tuyết Nhi mà mày cũng dám kêu sao? Tô Thương không định bỏ qua cho Mặc Đao, anh bước nhanh tới túm lấy cổ áo Mặc Đao lại tát cho mấy cái nữa. Dưới sự trấn áp của Thiên Sơn Tuyết, Mặc Đao không dám đánh trả lại, chính xác mà nói là anh ta không có cách nào đánh trả lại, chân khí đều không thể điều động được. Tô Thương đánh một hồi thì trong mắt rẽ lên tia sát ý, chuẩn bị giết Mặc Đao. Nhưng Thiên Sơn Tuyết ở bên cạnh lại nói, Tô Thương ở cổ trấn Võ Đăng không được giết người, nếu không sẽ bị trục xuất. Mục tiêu của anh là đại hội võ thuật, đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Tô Thương nghe vậy liền từ bỏ ý định giết chết Mặc Đao, lạnh giọng nói, đồ chó, sau đại hội võ thuật ta sẽ cho mày
hồn về với cửu tuyển. Sau khi đánh mặt đào một trận thì cơn tức giận của Tô Thương cũng đã vơi đi mấy phần. Sau đó anh đi tới trước mặt Thiên Sơ Tuyết khẽ cười: "Tuyết Nhi, kỳ thực em không cần dùng khí tức để trấn áp hắn ta, anh có thể sâu đầu heo tên này được mà." "Em biết, nhưng mà đại hội võ thuật còn chưa bắt đầu, vẫn nên giữ kẽ một xíu." Thiên Sơ Tuyết nhỏ giọng nói ra. "Vẫn là Tuyết Nhi suy nghĩ chu đáo." Tô Thương mỉm cười, sau đó nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Thiên Sơ Tuyết. Thiên Sơ Tuyết cũng không đẩy ra, mặc cho Tô Thương nắm tay. "Đáng chết!" Lúc này mặt đau mặt mũi bầm dập từ dưới đất bò lên, anh ta lau vết máu đọng ở bên khóe miệng, biểu cảm phức tạp nói ra: "Tuyết Nhi, em vậy mà lại giúp một người ngoài để đánh anh sao?" "Tô Thương không phải là người ngoài." Thiên Sơ Tuyết giọng điệu thanh lãnh đáp lại: "Anh ấy là người đàn ông của tôi, là cha của Du Du và Tinh Hà. Đối với tôi mà nói, anh ấy không phải là người ngoài. Nghe rõ chưa hả? Còn mau cút đi." Tô Thương ở bên cạnh lạnh giọng nói ra: "Mày..." Mặt đau nhìn chòng chọc Tô Thương, sát ý trong mắt ngập trời, tức giận nói: "Tô Thương, được, nói nhục ngày hôm nay mặt đau tao sẽ nhớ kỹ. Mày không phải muốn tham gia đội hội võ thuật sao? Ha, trên lôi đài sống chết không ai nói được gì. Mày tốt nhất hãy cầu nguyện cho mày đừng gặp phải tao, nếu không tao sẽ cho mày chết ngay trên lôi đài." Sau khi nói ra một tràng uy hiếp, mặt đau lại nhìn sang Thiên Sơn Tuyết, ánh mắt vẫn tràn đầy thâm tình như cũ. "Tuyết Nhi, anh đối với em là thật lòng. Cho dù em giúp Tô Thương hại anh, thì tình cảm của anh dành cho em vẫn không hề giảm sút. Anh sẽ giết chết Tô Thương, khiến em trở thành một quả phụ. Đến lúc đó, anh sẽ cùng em và bọn nhỏ sống chung dưới một mái nhà ấm áp." Nói xong, mặt đau liền quay người muốn đi vào Xuân Quang Lâu. Nhưng mà vừa mới đi được hai bước, anh ta liền phản ứng lại. Mình không thể ở trước mặt Thiên Sơn Tuyết mà đi vào Thanh Lâu được. Nếu không, Tuyết Nhi chắc chắn sẽ có ác cảm với mình. Thế là mặt đau liền vội vàng xoay người lại, nở một nụ cười ngượng ngùng: "Hả, cái đó anh là dân mù đường, lại không thông thuộc đường ở đây, đi sai hướng rồi. Kỳ thực anh đặt khách sạn ở phía đông." "Hay à, thiếu gia mặt đau, anh đi đâu vậy chứ? Nước đã chuẩn bị xong cho anh rồi, theo đúng yêu cầu của anh, mời cô em phục vụ còn đang chờ anh xuống ảnh đó." Ai mà ngờ được mặt đau vừa mới dứt lời thì người quản lý của Xuân Quang Lâu lại chạy ra khách sáo chào hỏi với mặt đau, trên mặt mang đầy nụ cười nịnh nọt: "Im miệng, ông nhận nhầm người rồi. Tôi lúc nào yêu cầu ông sắp xếp những thứ này chứ? Đừng có mà vu oan cho tôi,